Thưa quý vị các đồng chí và các bạn, huyện Đại Từ được biết đến là huyện có diện tích lúa và diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, có khu du lịch Hồ Núi Cốc và 169 điểm di tích lịch sử và danh thắng. Huyện có 29 xã thị trấn với trên 180.000 nhân khẩu và 8 dân tộc anh em cùng cuộc sống. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng dân cư là một nội dung quan trọng được cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết. Trên khoảnh rừng này, hơn 30 năm nay, gia đình ông Phạm Văn Dương và bà Vũ Thị Hoa ở xóm An Bình, xã An Khánh, huyện Đại Từ vẫn thường xảy ra tranh chấp đất canh tác, đường đi lối lại. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vào cuộc nhưng chưa được giải quyết. Qua công tác rà soát nắm tình hình mâu thuẫn trong nội bộ người dân, Công an xã An Khánh nhận định đây là vụ việc tiềm ẩn nguy cơ có thể phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an xã đã tham mưu với cấp ủy chính quyền, huy động các ban ngành, đoàn thể, tập trung các giải pháp để tháo gỡ mâu thuẫn giữa hai gia đình. Xã có lập một đoàn công tác, gồm các cái đoàn thể liên quan, công an, rồi mặt trận tổ quốc và các đoàn thể liên quan thì cũng có đến tuyên truyền vận động và cũng phân tích cái được cái mất mà để tranh chấp lâu dài. Thế cho nên là chúng tôi cũng đồng thuận với cái cùng với tổ công tác giải quyết một cách rất là êm đẹp. Thứ hai nữa là cũng giữ cái tình làng nghĩa xóm, gọi là xóm giềng thì tối lửa tới đèn có nhau. Câu chuyện của ông Dương và bà Hoa cho thấy tại xã An Khánh nói riêng và huyện Đại Từ nói chung, những mâu thuẫn trong nội bộ người dân đã có sự chung tay vào cuộc có trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể. Đại Từ là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ người dân trên địa bàn huyện. Công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Chúng tôi thấy rằng đây là một nội dung cần thiết, cần phải ban hành nghị quyết của Đảng về tập trung sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các nguyên nhân và giải quyết các xung đột, các mâu thuẫn lớn trong nhân dân, không để xảy ra các hậu quả. Thế và trong phần tổ chức thực hiện thì có yêu cầu các cơ quan, trong đó đặc biệt là cơ quan công an, là cơ quan tham mưu, định kỳ hàng quý khi mà chúng tôi tổ chức giao ban khối nội chính thì thấy những cái nắm tình hình, những cái vụ việc nổi cộm mâu thuẫn phức tạp lớn kéo dài thì kịp thời báo cáo với lại thường trực để chúng tôi có cái định hướng và tăng cường xử lý. Để cụ thể hóa nghị quyết, Công an huyện đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Quy chế nêu rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp với các ngành như phòng tư pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, phòng tài nguyên và môi trường giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất. Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ biên soạn tài liệu, hệ thống hóa, sơ đồ hóa thành những tài liệu mang tính chuyên ngành và hướng dẫn cho công an các xã để thực hiện. Đồng thời, công an huyện cũng đã phối hợp với phòng quản lý hành chính để tập huấn cho công an các xã, thị trấn trong công tác giải quyết. Đối với công an các xã, thị trấn thì công an huyện thường xuyên yêu cầu báo cáo giải quyết các vụ mâu thuẫn đang hiện có và báo cáo tình hình những vụ mâu thuẫn mới phát sinh. Và lãnh đạo công an huyện sẽ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết theo từng vụ việc. Tại địa bàn cơ sở, công an xã, mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ được giao nhiệm vụ nắm tình hình đời sống, sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của người dân. Khi nhận thấy có mâu thuẫn hoặc những sự việc có thể phát sinh mâu thuẫn thì kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết từ sớm, tránh để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, khó giải quyết. Nhận được những thông tin của hai bên thì sau khi tổ hòa giải thì cũng tiến hành có biên bản hòa giải và đồng thời cũng được phân tích cho bà con nhân dân những hai bên xảy ra xô xát ấy. Thì sau đó thì cũng người ta cũng nhận thấy ra là những cái sai mà tại buổi hòa giải thì cũng đã thể hiện cái việc là xin lỗi nhau và trong công tác ban công tác hòa giải cũng đã ghi vào biên bản. Có thể thấy rằng với cách làm của huyện Đại Từ hiện nay, thực sự đã mang lại những hiệu quả tích cực. Năm 2023, Công an huyện Đại Từ đã tham mưu giải quyết xong, ổn định, không để phát sinh phức tạp 24 vụ mâu thuẫn tại địa phương. Cũng từ đó, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy, đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển lành mạnh, bền vững. Nền y học thế giới đang ngày càng phát triển, mang lại nhiều cơ hội sống cho các bệnh nhân.
Mới đây, một người đàn ông quốc tịch Hà Lan đã tạo nên kỳ tích và được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là bệnh nhân cấy ghép tim sống lâu nhất thế giới. Tôi muốn trở thành tấm gương cho mọi người. Đây là tâm nguyện của ông Bert Janssen, người Hà Lan, từng được chẩn đoán mắc bệnh về cơ tim khiến tim khó bơm máu đi khắp cơ thể. Ông Bert Janssen đã chứng tỏ mình là bằng chứng cho thấy việc sống lâu với ghép tim là điều hoàn toàn có thể. Năm 1984, Hà Lan vẫn chưa thực hiện ca ghép tim đầu tiên, nên một bác sĩ tim mạch đã giới thiệu ông Bert Janssen, cậu thiếu niên 17 tuổi lúc đó, đến bệnh viện Hafir ở Anh. Vào tháng 6 năm 1984, ông Janssen đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép tim. Quả tim được hiến tặng bởi một người qua đời vì tai nạn giao thông. Ông Janssen hiện 57 tuổi, là một phi công, đã kết hôn, có hai con trai và hiện rất khỏe mạnh. Theo các bác sĩ, tuổi thọ trung bình của bệnh nhân tim sau khi cấy ghép là 16 năm. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận thành tích sống được 39 năm 100 ngày của ông Janssen sau khi được cấy ghép. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là 34 năm 359 ngày do Haron Sukirka, người Canada, thiết lập vào năm 2021. Thưa quý vị, vườn chè của gia đình ông Trần Văn Thái ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương được biết đến là một vườn chè lâu năm trong vùng. Vườn chè này không chỉ nổi tiếng vì vị ngọt đậm đà của những cành lá xanh tươi mọc lên từ những thân chè đã ngót nghét cả trăm tuổi. Chén trà từ những cây chè 100 năm tuổi vì thế có vị ngon khác biệt và cũng nhờ bàn tay của những người trồng chè và chế biến chè từ bao đời nay. Cũng như mọi người dân trong xóm, gia đình ông Thái làm chè từ thời cụ đội năm rồi đến thời hợp tác xã chè sau này. Cây chè trung du trồng hạt có tuổi thọ cao do rễ cọc cắm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng. Chè trung du xưa nay nổi tiếng hương thơm, nước xanh, vị đậm đà ngọt hậu mà không loại chè cao sản sau này khó có thể có được. Thật sự thì em không nghĩ là những cây chè này, cả cái vườn chè này là những cây chè đã được 70 tuổi. Thì hôm nay được đến đây để tham quan cái vườn chè và xem người dân thực hiện những cái công đoạn làm chè thì em rất là vui và cũng rất là bất ngờ là những cái cây chè này đã được làm rất là tỉ mỉ và khéo léo và ra được một cái ly chè rất là ngon và chất lượng như vậy. Em nghĩ là lần sau em sẽ dẫn thêm bạn bè tới đây để tham quan cái quy trình làm chè này và có thể là sẽ mua thêm chè về để làm quà cho các bạn. Cùng với bàn tay khéo léo, kinh nghiệm làm chè, tâm huyết, gìn giữ nghề của cha ông, những bàn tay chỉ cần cảm nhận hơi ấm là có thể biết chè đạt hay chưa đạt. Thì đây là lần đầu tiên em được đến với đồi chè Tân Cương thì em cảm thấy rất là bất ngờ và bởi cái sự bao la hùng vĩ của đồi chè của mình và nhìn những cây chè thì từ 70 đến 100 năm tuổi thì nhìn nó kiểu em mới thực sự cảm nhận được cái tên đệ nhất danh chè ở vùng Tân Cương này. Vườn chè cổ thụ không chỉ là nơi du khách mọi miền Tổ quốc về khám phá, tìm hiểu mà còn là nơi cho những sản phẩm trà ngon. Những cây chè cổ hiếm hoi còn sót lại đã bám rễ ở Tân Cương gần một thế kỷ, được người dân trồng và chăm sóc trong vườn nhà nhằm bảo tồn để phục vụ khách tham quan du lịch. Từ lúc cứ tầm trưởng thành thì đã bắt đầu làm nghề làm chè vào khoảng chừng 4-10 năm rồi. Đối với ngày xưa thì làm nó rất đơn giản, không như bây giờ. Bây giờ làm thì cả về chất lượng, khối số lượng thì nó đều là khác với ngày xưa, nghĩa là nhiều và chất lượng của nó như cảm nhận của ông nó hơn nhiều ngày xưa. Đối với làm chè thì nó tương tự như là một cái yêu nghề, cái bí quyết. Có đôi khi là mình cảm thấy rất là yêu nghề, đâm ra là từ cái đấy nó sẽ cho mình cảm thấy mình sẽ chăm bón ra. Nó cây chè nó đã là chè cổ rồi, thế nhưng mình chăm bón làm sao tất cả các chất dinh dưỡng của nó rất là hợp lý để nó ra được một cái búp chè có đủ chất lượng dinh dưỡng. Những cây chè cổ thụ gần 100 năm tuổi tại vùng chè Tân Cương là minh chứng của lịch sử cây chè và nghề chè ở Thái Nguyên. Đây cũng chính là những nhân vật đặc biệt của câu chuyện sản phẩm, khẳng định chất lượng của chè Thái, thu hút du khách xa gần về với vùng đệ nhất danh trà Thái Nguyên. Thưa quý vị, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh về đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy, tỉnh Quảng Bình đã in đậm trong trái tim nhiều người dân Việt Nam bởi ý chí kiên cường, tinh thần, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Tiếp nối truyền thống, dù đất nước hòa bình, nhưng tại thành phố Đồng Hới vẫn còn đó những người con gái tuổi 18-20 đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh trời. Họ là những nữ dân quân của đại đội pháo phòng không 37 ly. Không kể nắng hay mưa, ngày lễ hay ngày thường, những chiến sĩ nữ pháo thủ đại đội pháo phòng không 37 ly thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Mặc dù đang sống trong thời bình, nhưng những nữ pháo thủ này luôn phải thường xuyên tập trung luyện tập vất vả. Là một chiến sĩ trẻ, được làm việc và sinh sống ở trong đại đội pháo phòng 37, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Cũng được những đồng đội và đồng chí giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, cũng như là trong huấn luyện. Được thành lập từ năm 2004, theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại đội pháo phòng không toàn nữ này đóng quân bên bờ biển thuộc xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Mặc dù là lực lượng dân quân, nhưng đặc trưng của đơn vị là thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc đều được các chị em chia sẻ để cùng nhau vượt qua. Là một chiến sĩ nữ, khi mới bước chân vào môi trường quân đội thì có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà khi bước vào đại đội 37 thì các chị em luôn quan tâm và ủng hộ nhau, luôn chia sẻ buồn vui với nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Đảng ủy ban chỉ huy cũng thường xuyên là tổ chức sinh hoạt cùng với tập thể đại đội nữ để mà nắm được cái tâm tư, nguyện vọng và giáo dục cái trách nhiệm cho các nữ dân quân thường trực của đại đội. Động viên nữ dân quân trong huấn luyện phải vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trên giao. Với tuổi đời còn rất trẻ, những nữ pháo thủ này vẫn miệt mài, hăng say luyện tập. Họ cống hiến, hy sinh tuổi xuân để sống đời quân ngũ, làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển. Mỗi chiến sĩ chỉ cống hiến vài năm rồi ra quân. Lớp trước ra, lớp sau thay vào. Cứ thế, hàng trăm lượt chị em đã trở thành pháo thủ cao xạ 37 ly, canh giữ bầu trời và vùng biển luôn được bình yên.